Một cái vèo, chẳng ai tin được Joao Cancelo đã chia tay Man City để chuyển tới Bayern Munich. Nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh chóng trở thành một sự chấp nhận khi họ nhìn lại người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế huấn luyện viên. Không ai khác, đó chính là Pep Guardiola. Đó chắc chắn phải là quyết định của Pep và chỉ có huấn luyện viên này mới đủ quyền lực để đưa ra những quyết định kiểu như thế này. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Locker Room, câu chuyện về quyền lực tối thượng của Pep Guardiola. Những lý do cho sự rời đi của Joao Cancelo đã dần được tiết lộ, chỉ là thay vì việc anh có thể ngồi dự bị nhiều đến cuối mùa thì giờ đây đội bóng hoàn toàn mới, thậm chí là một đối thủ tiềm năng trong việc cạnh tranh danh hiệu Champions League với Man City. Sóng gió được cho là đã bắt đầu từ vài tuần vừa qua với một nhóm cầu thủ đang không hài lòng với thời gian ra sân của họ, và Cancelo có thể là điểm kết nhưng cũng có thể là mở đầu của bất kỳ điều gì có thể xảy ra, như một lời răn đe của Pep đối với những người còn lại. Nếu thương vụ Cody Gakpo gia nhập Liverpool được xem là cú plot twist khai màn phiên chợ chuyển nhượng, thì trường hợp của Cancelo, chúng ta có thể gọi đó là một bộ phim giật gân. Cần biết Cancelo chưa từng xuất hiện tại bất cứ một tin đồn nào về việc ra đi. Bản thân cầu thủ 28 tuổi cũng chỉ vừa mới ký hợp đồng với Manchester City đến tận năm 2027 và mùa trước. Chính vì vậy mà việc Cancelo bất ngờ ra đi vào ngày cuối cùng của phiên chợ đông là một thông tin vô cùng sốc không chỉ cho người hâm mộ Man City mà còn cả người hâm mộ toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải cái gì cũng tự nhiên mà xảy ra, tất cả đều có lý do của nó. Nhiều đầu báo tại Anh đã đưa tin về việc Cancelo trở thành một cá nhân gây phiền phức trong nội bộ Man City tới mức Pep Guardiola không thể để yên. Thậm chí trước khi vụ chuyển nhượng này xảy ra, Pep đã có vài phát biểu đầy hàm ý trong các cuộc họp báo. Ông từng một lần gọi cầu thủ người Bồ Đào Nha là ông Cancelo thay vì gọi tên Joao một cách thân mật. Nhưng đáng kể nhất là sau khi Nathan Ake ghi bàn hạ Arsenal ở FA Cup, Pep nói tất cả mọi người đều vui mừng cho cậu ấy, à không, ngoại trừ một người. Cancelo đã mất vị trí đá chính chỉ sau chưa đầy 3 tháng của mùa giải và Ake đã thể hiện tốt ngoài kỳ vọng trong vị trí không phải là sở trường của mình. Ngay ở World Cup, đội tuyển Bồ Đào Nha cũng chỉ dùng Cancelo tới hết vòng bảng trước khi Cancelo bị huấn luyện viên Fernando Santos thay bằng Diogo Dalot ở vòng 1/8. Trở lại sau World Cup, Cancelo nằm trong số những cầu thủ mà Pep xoay vòng vị trí để giữ thể lực cũng như kiểm tra phong độ. Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi này tỏ ra không hài lòng và đã gây sự với Pep trong một lần họp chiến thuật. Đáng chú ý là không lâu sau đó, giữa Cancelo và Foden xảy ra một vụ đánh nhau trong phòng thay đồ, được cho là xuất phát từ việc Foden chê thói quen cầm bóng rồi di chuyển vào trong quá nhiều của Cancelo mỗi khi Man City tấn công. Một số nguồn tin tiết lộ sau trận thắng Chelsea 4-0 của Man City ở FA Cup, Cancelo lúc đi vào đường hầm đã nói chuyện ngay với người đại diện của mình bởi yêu cầu: "Đưa tôi rời khỏi đây ngay, ý muốn tìm câu lạc bộ mới nhanh nhất có thể." Pep sẵn lòng đáp ứng nguyện vọng đó, không chỉ vì ông không muốn cầu thủ dưới quyền gây căng thẳng nội bộ mà còn vì Pep đã không ưa Cancelo. Trong mùa đầu tiên ở câu lạc bộ, hậu vệ này lên mặt báo nói về việc mình không được đá chính khiến Pep khó chịu. Điều đó khiến mối quan hệ của cả hai trở nên vô cùng tồi tệ tới mức không thể hàn gắn. Kể từ khi gia nhập Manchester City, Joao Cancelo luôn được xem là nhân tố chủ chốt trong đội hình của The Citizen. 43 lần ra sân cùng 3 bàn thắng trên mọi đấu trường cho thấy Pep vẫn xem Cancelo là cầu thủ rất quan trọng đối với mình. Cầu thủ người Bồ Đào Nha có thể chơi đa năng trong mọi vị trí từ hậu vệ cánh, tiền vệ cánh và cả tiền vệ trung tâm. Bản thân Pep Guardiola cũng từng dành lời khen ngợi cho cậu học trò của mình rằng Joao là cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất mà Manchester City từng sở hữu. Cậu ấy có thể sử dụng cả hai chân một cách hoàn hảo. Kể từ khi đến đây, cậu ấy chơi rất tốt và anh chàng này sẽ có một phẩm chất rất lớn. Khi bạn tìm thấy một cầu thủ như vậy, có nghĩa là bạn đã có một viên kim cương ở trong tay. Một cầu thủ được Pep quý trọng như cả một kho báu, tuy nhiên khi họ có vấn đề, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn sẵn tay loại trừ họ. Điều đó giúp Pep tôn lên cái uy nghiêm của mình. Với ông, thái độ quan trọng hơn trình độ, và Cancelo chính là bài học để những cầu thủ khác noi theo và làm gương. Theo Enchirigunto TV từng đưa tin vào tuần trước, Kyle Walker, Bernardo Silva, Emerick Laporte và Ike Gundogan cũng có thể nối gót Cancelo rời Man City vào hè này nếu thái độ của họ không tốt. Có thể sức mạnh của Man City giai đoạn lượt về này sẽ suy giảm rất nhiều sau sự ra đi của Cancelo. Tuy nhiên, điều đó với Pep là không quan trọng. Cái quan trọng là ông đã giúp Manchester City xây dựng được một tập thể đoàn kết.
Nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng Man City là câu lạc bộ chịu một thứ kỷ luật gắt gao nhất trong những đội bóng hàng đầu mà chúng ta biết tới. Và thứ quân luật này cũng là điều đã giúp họ trở thành một kẻ thống trị và tạo ra sức mạnh lớn đến như vậy. Hãy thử tìm hiểu một chút về điều đó, về những thứ nguyên tắc mà Man City cùng Pep Guardiola áp dụng lên tập thể này để có được sự thành công như hiện tại. Đối với bất kỳ câu lạc bộ nào thì kỷ luật cũng có thể được xem là yếu tố tiên quyết ảnh hưởng tới kế hoạch của đội bóng. Không có cá nhân nào được phép lớn hơn đội bóng, đó có thể coi là một tôn chỉ mà mọi câu lạc bộ hướng tới nếu muốn tạo dựng nên một thế lực bóng đá thành công tại giải đấu của mình. Bản thân huấn luyện viên Pep Guardiola chính là một cái tên thấm nhuần được việc tôn chỉ này khi luôn đề cao kỷ luật ở những nơi mà ông dẫn dắt. Cuộc chia tay bất ngờ với Xabi Cancelo có thể được xem là hệ quả cho một chuỗi những phản ứng không đáng có của hậu vệ người Bồ Đào Nha đối với vị chiến lược gia người Tây Ban Nha. Để có thể trở thành đội bóng Anh thành công nhất xứ sở sương mù một thập kỷ qua, vai trò của những điều luật mà Pep Guardiola đã đặt ra ắt sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ngay từ những ngày đầu đến với sân Etihad, cựu thuyền trưởng của Barcelona đã đề cao việc tạo ra thiết quân luật với cầu thủ ngay từ những việc nhỏ nhặt nhất. Một trong những yếu tố đầu tiên được Pep đề cao chính là cân nặng của cầu thủ. Trong những buổi tập đầu tiên của Man City dưới thời ông thầy người Tây Ban Nha, ông đã nghiêm khắc nhắc nhở các học trò về việc phải điều chỉnh chế độ ăn của mình sao cho hợp lý. Việc đảm bảo được yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng rất lớn tới thể trạng và phong độ của cầu thủ xuyên suốt cả mùa giải. Chính vì vậy mà Pep Guardiola cũng đã đưa ra lệnh cấm cầu thủ được trở về nhà ăn tối cùng gia đình trong quãng thời gian đầu tiên đến với nước Anh và buộc phải ở lại câu lạc bộ để đảm bảo cho việc ăn uống. Thậm chí Pep Guardiola đã nghiêm cấm các học trò có yếu tố thừa cân được phép luyện tập cùng đội một. Một trong những ngôi sao đã phải trải qua quá trình ép cân khắc nghiệt để có thể đạt yêu cầu của ông thầy người Tây Ban Nha là tiền vệ Samir Nasri. Chỉ khi ép cân thành công thì tiền vệ người Pháp mới có thể trở lại tập luyện cùng những người đồng đội ở đội 1 của mình. Các cầu thủ của Man City cũng không được phép ăn pizza sau các trận đấu để bù lại năng lượng cùng với việc hạn chế uống một số loại nước ép trái cây. Cũng chính Samir Nasri cũng đã có những chia sẻ về điều luật chặt chẽ của ông thầy người Tây Ban Nha về thời điểm có thể làm chuyện ấy với vợ hay người yêu của cầu thủ. Đối với Pep, các cầu thủ không được làm chuyện ấy sau quãng thời gian nửa đêm để có thể đảm bảo có được một giấc ngủ sâu. Kể cả nếu các cầu thủ được nghỉ vào ngày hôm sau, ông nói rằng điều luật đó đã được Messi tuân thủ chặt chẽ và cơ bắp của anh ấy đã được cải thiện một cách rõ rệt. Một điều luật dị khác mà Pep cũng đề ra dành cho các cầu trò của mình là việc không cho phép họ cắt tóc một cách phô trương mà phải để những kiểu tóc bình thường. Đây là điều luật Pep đặt ra để yêu cầu cầu thủ phải luôn giữ được sự tập trung cao độ trong các trận đấu thay vì tập trung vào việc trải chuốt bản thân. Dù là những yếu tố nhỏ nhất thì ông thầy người Tây Ban Nha cũng luôn yêu cầu các học trò thực hiện một cách hoàn hảo nhất. Nhưng không phải ai cũng có thể chấp hành những điều luật đó một cách nghiêm túc. Và những trường hợp như Xabi Cancelo cũng đã từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng bạn biết đấy, Cancelo chỉ là cái tên mới nhất gia nhập danh sách không ngắn về những cầu thủ mà Pep đã chọn loại bỏ họ khỏi tập thể. Kể cả những ngày đầu tiên khi ông chỉ mới mà là một huấn luyện viên có kinh nghiệm dẫn dắt đội B bước vào một tập thể Barca hùng mạnh và đầy quyền lực. Khi nhắc lại một loạt cái tên này, bạn cũng sẽ thấy ngay Cancelo cũng không phải là cái tên gì quá ghê gớm cả. Như đã nói, Xabi Cancelo chắc chắn không phải cầu thủ đầu tiên lọt vào danh sách những cầu thủ bị Pep Guardiola loại khỏi đội bóng vì cái tôi quá lớn của mình. Trong quá khứ, dù là ở Barcelona, Bayern Munich hay tới thời điểm hiện tại là Man City, thì cũng luôn có những cầu thủ bất mãn với vị chiến lược gia ở Tây Ban Nha vì nhiều lý do khác nhau. Một trong những cầu thủ tài năng nhất từng không ngần ngại chỉ trích Pep chính là Zlatan Ibrahimovic trong quãng thời gian mà tiền đạo người Thụy Điển thi đấu tại Barcelona. Dù chỉ ở sân Camp Nou duy nhất một mùa giải, nhưng chính sự bất đồng giữa siêu sao này với Pep đã trở thành yếu tố làm giọt nước trả ly và khiến anh phải ra đi. Thời điểm đó, ông thầy người Tây Ban Nha ưa thích việc sử dụng Lionel Messi ở vị trí mũi nhọn hàng công và đó cũng là yếu tố vô tình khiến Ibra phải đá giặt cánh. Mối quan hệ giữa ngôi sao Bắc Âu và Pep xấu đi theo thời gian và thậm chí ngôi sao này còn mất vị trí thi đấu vào tài năng trẻ Bohan Krkić trong giai đoạn cuối của mùa giải. Ngay sau khi rời khỏi Camp Nou, Ibra dường như vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc với những bức xúc thời điểm đó và thẳng thắn chia sẻ: "Tôi yêu cầu có một cuộc gặp mặt với Pep Guardiola, dù chỉ là thảo luận chứ không phải để tranh cãi. Các cuộc nói chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng dưng ông ấy phớt lờ thôi. Ông ấy chào tất cả mọi người chỉ trừ tôi." Ibra thậm chí đã có những lời lẽ không hay nhắm về phía Pep trong giai đoạn cuối mùa giải năm đó trước khi chuyển tới AC Milan. Rơi vào trường hợp tương tự như Ibrahimovic còn có cả Samuel Eto'o khi mà báo đen từng chia sẻ rằng Pep là một người hèn nhát và không dám đối mặt với anh trong những cuộc nói chuyện thẳng thắn và thường xuyên phải nhờ chuyển lời qua Xavi hay Iniesta. Khi đến với Manchester City, một trong những người đầu tiên mà Pep gây thù chuốc oán chính là Joe Hart. Khi mà ông không ngần ngại loại thủ môn số 1 của nửa xanh thành Manchester chỉ vì ngôi sao này không thể chơi chân tốt như ông yêu cầu. Ông thầy người Tây Ban Nha thậm chí thả sử dụng Caballero thay vì trao cơ hội cho Joe Hart. "Tôi sẽ là người đầu tiên bị phán xét nếu như lựa chọn của mình là sai, nhưng tôi không thấy ở cậu có những yếu tố mà tôi cần dành cho một thủ môn."
Đó là những gì mà Pep Guardiola đã nói về thủ thành người Anh trong cuộc nói chuyện cuối cùng dẫn đến cuộc chia tay của Joe Hart với Man City. Ngoài ra, một trong những cầu thủ được rất nhiều cổ động viên Man City yêu mến là Yaya Touré bỗng trở thành Judas sau những phát ngôn của tiền vệ người bên Nga nhắm vào ông thầy người Tây Ban Nha. Những xích mích giữa Pep Guardiola và Yaya Touré thậm chí đã diễn ra từ khi cả hai còn làm việc cùng nhau tại Barcelona. Từ thời vô danh cho đến khi trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới, Yaya chưa bao giờ trở nên hoàn thiện trong mắt của Pep. Để rồi khi anh rời khỏi sân Etihad, tiền vệ này đã đáp trả lại ông thầy mà anh chưa bao giờ có cảm tình. Những từ ngữ như kẻ đạo đức giả, độc tài được Yaya sử dụng để nói về chiến lược gia người Tây Ban Nha. Vẫn còn không ít những gương mặt đã thừa nhận rằng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với Pep Guardiola, nhưng dường như ông thầy của Man City sẽ không quá quan tâm tới những điều đó, bởi đơn giản với ông mục tiêu chung của đội bóng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Nhưng chính Pep Guardiola cũng có cho riêng ngoại lệ. Người ta thường nói rằng kỷ luật luôn phải ở trên mọi cái tên. Nhưng đối với Pep, dù đã từng có giai đoạn làm việc không được suôn sẻ, thì Messi luôn và mãi luôn là cái tên nằm ngoài mọi quy tắc mà ông đặt ra cho những cầu thủ khác. Thậm chí chính Messi là ví dụ để Pep chỉnh những cầu thủ của mình như những gì được Samir Nasri tường thuật lại. Cựu cầu thủ người Pháp từng thi đấu cho Manchester City Samir Nasri đã kể một câu chuyện về Pep Guardiola rằng có một vài cầu thủ phàn nàn về việc buộc phải ngồi dự bị, ngay lập tức ông ấy đã tập trung tất cả cầu thủ lại và hỏi: "Lionel Messi có ở đây không?" Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu và trả lời không. "Vì vậy các cậu không có quyền đòi hỏi, Messi là cầu thủ duy nhất mà tôi không bao giờ kết trên băng ghế dự bị. Bao giờ các cậu đạt tới trình độ như Messi thì mới có quyền hờn dỗi." Kể từ đó không có bất kỳ cầu thủ nào phàn nàn về việc phải ngồi dự bị nữa. Trong sự nghiệp cầm quân của mình, cầu thủ mà Pep Guardiola gọi là xuất sắc nhất mọi thời đại không ai khác ngoài Lionel Messi. Cặp thầy trò nổi tiếng này đã từng cùng nhau lên ngôi hai lần ở Champions League vào các năm 2009 và 2011. Barca khi ấy được đánh giá là đội bóng bất khả chiến bại ở châu Âu. Sau khi rời Camp Nou, Pep tiếp tục được làm việc với hàng loạt ngôi sao như Müller, Lewandowski hay bây giờ là Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish, nhưng ông vẫn luôn coi Messi là hình mẫu lý tưởng nhất để nói về triết lý của mình. Thậm chí trong một đoạn phim tài liệu của Man City, người ta đã thấy Pep lấy Messi làm hình mẫu để giải thích một điều gì đó cho các học trò về cách tấn công của Man City. "Các cậu có biết tại sao Messi là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng thấy trong đời không? Cậu ta là một người có tính cạnh tranh cực cao, một con quái thú. Messi chuyền bóng và xâm nhập vòng cấm nhanh như một cỗ máy. Cậu ta luôn đánh hơi được bàn thắng." Cựu tiền đạo Argentina huyền thoại của Man City, Kun Agüero cũng từng phát biểu rằng Pep Guardiola không sợ ai cả trừ khi đó là Messi. Thật vậy, trong thâm tâm của Pep, ông luôn coi siêu sao người Argentina là độc nhất vô nhị. Nếu bạn không phải là Messi thì bạn chẳng là gì cả. Pep luôn là người rất coi trọng tính tập thể thông qua việc ông thường xuyên đốc thúc các học trò hãy làm việc và chơi bóng vì nhau, bởi điều đó chính là chìa khóa giúp đội bóng đi xa. Tuy nhiên, chỉ riêng Messi là Pep cho phép cầu thủ 35 tuổi muốn làm gì thì làm. Ông luôn khẳng định khoảng thời gian mà mình thành công tại Barcelona chính nhờ có Messi giúp đỡ. Hai chiếc cúp C1 mà ông có được cùng Barcelona chính là vì Pep sở hữu một Messi siêu phàm trong đội hình. Bản thân Pep trong một cuộc phỏng vấn gần đây cũng xem Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. "Mọi người đều có quan điểm nhưng không ai có thể nghi ngờ Messi xuất hiện trên thế giới này với tư cách là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Với tôi, anh ấy là cầu thủ giỏi nhất. Thật khó khi một cầu thủ có thể cạnh tranh với những gì anh ấy đã làm được." Những người từng xem Pele, Alfredo Di Stefano hay Diego Maradona thường đánh giá cảm tính, nhưng nếu Messi không vô địch World Cup, quan điểm của tôi vẫn không thay đổi. Nhưng để Pep có một sức mạnh lẫn quyền lực lớn như vậy thì chính ông phải mang cho mình thứ năng lực quyết định, đó là thứ năng lực biến đổi con người, thứ năng lực để chẳng ai dù tài giỏi đến đâu cũng không được lên thái độ vì không thể thay thế. Và chính trong tập thể của Man City vẫn có những hình mẫu khác đã thể hiện hoàn hảo vai trò người dưới trướng của mình và cũng cho thấy cơ hội không bao giờ quay lưng với họ khi không ngừng cố gắng và quan trọng là phải nghe lời boss của mình. Sự phát triển vượt bậc của Joao Cancelo dưới triều đại của Pep Guardiola đã đưa anh trở thành top 3 hậu vệ hay nhất trong những năm chơi bóng tại Man City. Tất nhiên, hồi còn chơi tại Italia, Cancelo đã cho thấy những tiềm năng lớn và cũng trở thành lý do để Man City chịu nghe theo lời Pep Guardiola chi 74 triệu đô để mang anh về đây. Nhiều người đánh giá thấp Cancelo trong giai đoạn này, nhưng với số tiền lớn như vậy, rõ ràng anh đã được tìm kiếm và sàng lọc rất kỹ bởi đội ngũ của Pep team. Trong ngày Cancelo tới đây, anh đã thừa nhận những điểm yếu về phòng ngự cũng như nói về sở thích tấn công của mình. Chính Pep với khái niệm hậu vệ biên ngược đã giúp Cancelo đi lên liên tục khi cho anh sự đa dạng về vị trí thi đấu trên sân dù thi đấu ở vai trò hậu vệ biên. Tuy nhiên, như bạn biết, cùng với sự đi xuống gần đây của Joao Cancelo, dù chưa chắc có phải là vì chính mối quan hệ với Pep hay không, Pep Guardiola đã phát triển Rico Lewis chơi bóng tiếp tục như một hậu vệ biên ngược, nhưng như là đồng thời so với cầu thủ đối diện chứ không như lúc ông chỉ sử dụng duy nhất Cancelo vai trò này.
Việc Pep đưa ra một vài thay đổi chiến thuật qua từng năm là điều bình thường. Ở hiện tại, chính bạn khi xem Man City cũng cảm nhận rằng họ tấn công không mượt mà như khi Cancelo ở đỉnh cao phong độ. Nhưng ở mức độ so sánh thì hệ thống của Pep cũng mới là thứ nâng tầm Cancelo khi anh thi đấu tại đây. Việc Cancelo rời đi tất nhiên đưa Man City vào thế khó, dù báo chí cho rằng họ có thể hài lòng với những phương án khác ở vị trí này gồm Ake, Lewis và có thể là Emerick Laporte. Nhắc tới đây, nhiều cổ viên Man City cũng tiếc về Zinchenko. Rõ ràng là một hậu vệ có đầy tiềm năng để sánh ngang với Cancelo. Nhưng thứ đặc biệt ở Zinchenko còn hơn thế. Zinchenko từng có xuất phát điểm là một cầu thủ tấn công, nhưng sau một giai đoạn chơi bóng không hiệu quả, Pep liên tục tìm kiếm cho anh vị trí phù hợp hơn và hậu vệ biên là vị trí đó. Nhưng ở Man City, đây là một vị trí mà sự cạnh tranh cực kỳ cao khi Pep yêu cầu rất nhiều thứ. Zinchenko không phải không làm tốt, nhưng Cancelo đã làm tốt hơn. Pep từng có chia sẻ với hậu vệ người Ukraine như sau. Zinchenko là chàng trai sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, không bao giờ phàn nàn. Cậu ấy gần như không mắc lỗi. Khi bạn nhắn điều gì, cậu ấy hiểu ngay lập tức. Đó là giai đoạn mà Zinchenko chơi rất tốt, nhưng rồi sau đó vẫn phải ngồi dự bị rất nhiều ở mùa trước vì Cancelo quá hay. Chính vì thế, một biến đổi mới đã được Zinchenko ngỏ lời và Pep hoàn toàn chấp nhận điều đó. Pep luôn nâng tầm con người và tạo ra những người đủ cạnh tranh với cầu thủ cứng của ông. Cancelo có thể mức 10, nhưng Zinchenko khi ở đây chắc chắn nằm ở mức 8 hoặc hơn và Lewis hiện tại không thể nằm dưới mức 10. Để nói về câu chuyện thái độ quan trọng ra sao tại Man City, thành thật mà nói, bạn chỉ cần tôn trọng Riyad Mahrez vì sự cống hiến và lòng trung thành của anh. Hiện tại Mahrez là cầu thủ xuất sắc nhất của Man City trong 2 tháng qua, nhưng ở đầu mùa anh liên tục ngồi dự bị. Mahrez chắc chắn không phàn nàn một lời nào và luôn cố gắng khi ra sân. Những trường hợp như Ake hay John Stones đều nhận được sự ủng hộ lớn từ cổ động viên vì thái độ của họ. Nhưng chỉ cần quay lại 2 mùa trước, bạn đã từng thấy họ bị chỉ trích vì phong độ kém như thế nào. Bạn cũng có thể nghĩ rằng đội bóng của Pep Guardiola sẽ tập hợp những đứa trẻ biết vâng lời và thiếu cá tính. Nhưng nếu bạn nói rằng Erling Haaland thiếu cá tính thì có vẻ hơi sai sai. Cá tính và tinh thần làm việc vẫn là 2 thứ tách rời với nhau. Và cũng chẳng ai thấy Haaland đang bị chèn ép phần nổi loạn ở Man City cả. Chàng trai này chỉ đang phát triển hơn mà thôi. Đó là câu chuyện của The Locker Room của ngày hôm nay. Chính chúng ta cũng chẳng biết rằng rồi điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến Man City trong tương lai. Nhưng nếu nói rằng họ sẽ hối tiếc thì không. Đó là nguyên tắc để một tập thể mạnh vẫn là chính họ dù thời gian có trôi qua như thế nào. Nếu thấy video này hay, đừng ngần ngại nhấn một like để ủng hộ bản thân mình và toàn bộ ekip để có thể tiếp tục tạo ra những video thú vị. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.